Vâng, chào mừng quý anh chị cô chú đã đến với kênh YouTube của Ngọc Tâm Đất Giá Rẻ ha, cũng như toàn thể quý anh chị có mặt trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại ngã ba Thuận Thành ha. Thì bây giờ là ngã ba Thuận Thành, thì ngày trước là đây gọi là ngã ba An Quỳ nha quý anh chị. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình ra đường tỉnh lộ 826 ha. Thì khi mình ra tỉnh lộ 826 mình rẽ phải thì mình về ngã tư Sài Đôi, đường Đinh Đức Thiện, mình ra Bình Chánh, Phước Lý nha quý anh chị. Còn mình rẽ trái thì mình về chợ Kiến, chợ Đào, rồi về trung tâm thị trấn Cần Đước nha. Còn cái phía sau lưng Tâm nè, đó thì mình ra mình thẳng luôn ở ra tới ngã tư á, để chờ cái xe tải này qua nha mấy chị, ồn hơi ồn. Thì mình thẳng ra luôn á tới ngã ba, tới ngã tư á, rẽ phải á thì mình về trung tâm thị trấn Cần Đước ha. Còn mình rẽ phải á, mình rẽ trái á thì mình về trung tâm thị trấn Cần Giuộc, và mình thẳng luôn á thì mình ra cảng quốc tế Long An ha. Đó thì cái đoạn đường này là đường DH20 nha quý anh chị, đường này đường DH20 nè. Còn hiện tại Tâm đang đứng là ở trục đường là 830 cũ nha, và bây giờ nó thay đổi thành là đường DH19 nha quý anh chị. Và hôm nay Tâm xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà cấp 4 ha, thì nó nằm mặt tiền đường Hương Lộ 20 này luôn, và có diện tích là ngang 5m2, dài 14 và nở hậu là 8m rưỡi ha. Thì tổng diện tích của nó là 105m, có nhà cấp 4 có gác luôn nha quý chị. Đó thì từ cái ngã ba An Quỳ này, ngã ba Thuận Thành này á, mà mình vào nhà mình á thì tới nhà á, thì tầm khoảng 300m thôi nha quý anh chị. Đó, và chủ gửi bán cái căn nhà này với giá là 1,5 tỷ ha, còn bất lọc nha quý anh chị. Thì bây giờ mời quý anh chị theo chân Tâm để mình vào mình xem cái nhà nha. Xin chào, chào mừng tất cả các anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh Ngọc Tâm Đất Giá Rẻ của mình nha. Hôm nay Tâm rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ đăng ký kênh. Và để cập nhật sản phẩm bất động sản mới nhất, quý anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và nhấn chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, các anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Tâm xin chúc các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng luôn nha. Vâng, thì bây giờ thì Tâm đã tới cái căn nhà mà Tâm muốn giới thiệu cho quý anh chị rồi nha quý anh chị. Thì trước mặt quý anh chị trước ống kính á, là cái căn nhà mà Tâm muốn giới thiệu nè. Đó, còn cái mặt tiền đường này là đường DH20 nha quý anh chị. Thì quý cô chú và anh chị á, thì thấy gần gần đây thì nhà cửa rất là nhiều ha. Đó, thì đặc biệt cái nhà mình á, là nó được hai mặt tiền nha quý anh chị. Một mặt tiền là cái hẻm DH20 này, và một mặt tiền á, là cái đường đan đây ha. Nhưng mà thực sự là cái đường đan này là vô nhà dân là đường cùng nha, và nó không có lộ giới nha quý anh chị. Đó, thì cái phía bên tay phải Tâm nè, là mình ra đường DH19 hồi nãy chỗ Tâm đứng á, Tâm review cái đường cho quý anh chị xem á. Còn cái phía bên tay trái Tâm nè, là tầm khoảng 100m nữa là mình chạy tới ngay chỗ cầu sắt ha. Thì từ đây mà mình thẳng luôn á, mình ra đường 85A thì tầm khoảng 2,5km nha quý anh chị. Thì ở đây nhà cửa rất là đông đúc luôn. Đó, rồi bây giờ không nói liên thuyên nữa, bây giờ mời quý anh chị vào xem nhà với Tâm ha. Tâm nhắc lại một lần nữa ha, là cái vị trí cái đường này á, là đường vào nhà dân và đường cùng nha quý anh chị, cho nên là không có thể hiện lộ giới ở trên cái sổ, cho nên là quý anh chị khỏi sợ là mất đất hay là lộ giới chiếm mất đất nha quý anh chị. Đó, rồi bây giờ thì vô nhà ha. Thì nhà hiện tại nhà của mình nó là nhà cấp 4 nha quý anh chị. Nhà thì cũng không được mới lắm, nhà cũ thôi, nhưng mà quý anh chị có thể là mình mua về mình sơn sửa này nọ các kiểu, rồi mình buôn bán hay là quá thì cũng ok ha. Tại cái khu này quý anh chị thấy nè, khu này rất là đông luôn nè, đó nhà dân rất là nhiều luôn, san sát nhau luôn đó, rất là đông luôn, rất là ok nha quý anh chị. Đây nhà mình đây,
Thì nhà mình hiện tại là nhà cấp 4 nha, và có chủ thiết kế có một cái gác ở trên phía trên nha quý chị, gác ở phía trên ha. Đó thì nói chung là nhà cũng hơi cũ, nhưng mà quý anh chị có thể là mua về là mình sơn sửa lại một tí rồi mình buôn bán. Đây có một cái phòng. Đó, nhà này nói chung là chủ ở Sài Gòn á, cho nên là lâu về quá cho nên là nay mới quyết định là bán nha quý anh chị. Thì cái gác ở trên là mình đi đường này, cầu thang này ha. Đó, ở ngoài đây. Còn ngoài đây là còn một cái đất dư nha quý anh chị, đất dư nè. Đó, mình có thể thiết kế như thế nào á, đồng hồ nước nè. Đây. Đó, đất dư mình có thể chạy xe ở đây mình để đây cũng được ha, mình đi đường này. Đó, còn ở phía này trong đây thì ở phía sau gồm có nhà bếp nè. Nhà bếp và toilet nha quý anh chị. Đó, còn ở đây thì cũng có cái trái mình để xe, mình đậu xe nào ha. Thì cái diện tích nhà của Tâm muốn giới thiệu cho quý anh chị á, là ngang 5m2, dài là 14m và nở hậu là 8m rưỡi nha quý anh chị. Thì tổng diện tích là 105m, đất thổ sổ hồng riêng ha. Đó, thì quý anh chị về mua về xong mình sửa chữa này nọ kia thì mình buôn bán ở đây, bán tạp hóa rất là ok luôn. Ở đây rất là nhiều dân nha quý anh chị, rất là nhiều dân luôn. Và cái hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc nha, hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Thì nói chung cái miếng đất của mình á là nó hơi, nói chung là nói về cái ưu điểm. Để bây giờ tao nói về cái ưu điểm trước ha. Cái ưu điểm của nhà mình á thì nó nằm ở đường DH20 mặt tiền ha. Và nhà cửa dân cư rất là đông luôn. Thì bán kính khoảng 1 km đó, gồm có trường học nè, trạm y tế nè, chợ nè và các khu vui chơi giải trí ha. Còn cái nhược điểm của nhà mình á, thứ nhất á là do cái diện tích mình, cái chiều dài nó hơi ngắn nha quý anh chị. Cái chiều dài nó hơi ngắn nhưng mà vẫn đảm bảo đủ diện tích là lộ giới nha quý anh chị, còn dư ra nha. Còn cái nhược điểm thứ hai là nhà mình nó hơi cũ một tí. Thì quý anh chị suy nghĩ là với cái giá là 1,5 tỷ thì ở mặt tiền DH20 này thì quý anh chị bảo đảm với quý anh chị luôn, không tìm được miếng nào thứ hai có cái giá này. Thì thường là ở mặt tiền loại 20 này nó kêu giá tầm khoảng 1,7 tỷ. Thì vừa rồi á là Tâm đã bán hai lô 1,7 tỷ nè, rồi có chỗ thì kêu 1,950 tỷ và có chỗ làm là trên 2 tỷ nha quý anh chị. Còn cái nhà này là chủ kêu với cái giá là vừa bán nhà và vừa bán đất luôn là chỉ có 1,5 tỷ thôi nha, mà còn bớt lọc nha quý anh chị. Đó, nhà rất là đẹp và rất là ok luôn. Nói chung thì nhà này không phải là nhà mới nha quý anh chị, đã ở rồi thì mình có thể mình mua về xong mình sửa chữa lại là ok nha. Đó. Và bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích, về cái giá ha. Thì tổng diện tích của đất mình là 105m, đất thổ sổ hồng riêng nằm mặt tiền đường H20 ha. Và cái giá gửi bán là 1,5 tỷ còn bớt lọc nha quý anh chị. Và cái nhà mình là nằm hướng ở Tây Bắc. Đó. Rất là ok ha, nhà khu dân cư rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp Tâm ha. Và nếu mà quý anh chị quan tâm tới cái nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Tâm để góc phải màn hình ha. Số điện thoại Tâm là 0937 629 679 ha, xem ở phần mô tả video giùm Tâm. Bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại.